Kính thưa cộng đoàn, hôm nay lời Chúa nhắn gửi tất cả chúng ta thì chúng ta cũng phải cảnh giác. Xin cho chúng ta cũng đừng dính vào cái loại men Pharisêu và men Herodê, tức là những người chỉ có đòi những điểm thiêng dấu lạ. Và như vậy thì có một lần khác thì Chúa nói là họ là những người đạo đức giả, họ đến với Chúa không phải vì Chúa mà vì những cái điều này điều khác. Rồi chúng ta thu âm bài hát này. Phải đề phòng men Pharisêu và men Herodê, họ đòi người một dấu lạ từ trời cao, họ đòi người một dấu lạ để thử người. Xin cảm ơn cộng đoàn.